Vẫn biết được lên đỉnh giả bộ hoặc là lên đỉnh thiệt. Giả bộ là tôi, giả bộ là tôi. Bộ thiệt hả? Hay giả bộ lắm hả? Gần như 100% luôn luôn giả bộ. Trời. What's up kỳ vậy? Không, cái này hỏi thiệt nha, nghiêm túc nha. Giả bộ không chi vậy hả? Tại buồn ngủ. Buồn ngủ? Ủa? Tự nhiên bạn ngủ ngang là sao? Kiểu như đang hì hục cái mệt quá. Nhanh rồi thôi hết. Hối hả? Hối. Xong lại ngủ. Ăn nằm mà cũng gấp gáp. Cái tâm lý của cái người mà bạn tình thấy như thế nào thì người ta... Ngủ nên không để ý. Bà ngủ nên bà không để ý tâm trạng người ta. Người đàn bà vô cảm. Sáng dậy có nói gì không? Sáng dậy quề. Quề. Quề rồi có làm lại không? Chắc rồi cỡ các tuần bà... sau mới làm lại. Cỡ tuần sau làm lại cái ngủ nữa. Từng bà ngủ một lần nha. Từ nếu mà bản thân su su nha, mà có người yêu, mà người yêu nó giả bộ vậy hoài, đặt vấn đề trong đầu. Ủa tại sao nó giả bộ? Thứ nhất mình làm nó không được thoải mái, nó không được thỏa mãn, nó mới làm như vậy. Thứ hai, kỹ năng mình chưa đủ. Phần nữa là nó đã dư giả bên ngoài, cho nên tới mình cái chán. Đó. Cho nên cái gì cũng vậy. Cái đó là một cái rất là quan trọng trong tình yêu đó nha. Đó. Tình yêu á mà phải có tình dục. Không có là coi như tình đồng chí á. Ừ. Súng đầu sắc mình đầu đùng đó. Hiểu không? Ok rồi, tới nè. Điểm G của phụ nữ có giống nhau hay không? À, lại là chuyên đề của mình đây ạ. À, mời giáo sư ạ. Cái điểm G của phụ nữ đó. Bự vậy hả? Sao cái tay đưa bự? Cái điểm G của phụ nữ đó. Cái diễn tả. Điểm G mình nói nhầm, điểm G. Điểm G của phụ nữ. À, nhỏ thôi. À, nhỏ vậy thôi. Hả? Mỗi người khác nhau. Khác nhau hết luôn à? Ừ, khác nhau hết. Không, theo Su nghĩ nha, tại vì đang hỏi về điểm G của phụ nữ thì là Su không biết, thật sự là không biết thông tin này. Ủa vậy là mỗi người nó sẽ nằm ở một vị trí khác nhau? Không. Có ai nằm ở đầu sống mũi không? Có ai nằm ở đầu sống mũi không? Nhưng mà nó nằm ở khu vực nào, hiểu không? Không lẽ trên mặt hả? Trên mặt coi chừng mụn cá, mụn bọc. Nó nằm ở sâu bên trong thung lũng. Sâu bên trong thung lũng ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt. À, lên Đà Lạt mới có điểm G. Yeah. Ừ. Sâu bên trong. Sâu ở bên trong. Ừ. Rồi bắt đầu mình tìm cách nào để mình kiếm được nó vậy? Mình mò. À, cũng muốn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đến với chương trình Bí mật cầu vồng. Mình là Su. Mình là Di Bảo. Chương trình này về cuộc sống của LGBT. Đầy màu sắc, vui vẻ, hồi hộp, gây cấn. Và đặc biệt đó là những bạn LGBT biết tận hưởng cuộc sống này đó nha. Su hỏi thiệt nha. Thẳng hay cong? Hơi thẳng. Trời, cái gì mà hơi thẳng? Thẳng là thẳng, cong là cong. Bây giờ tôi thẳng nè. Thẳng, thẳng băng lên coi. Thẳng chưa? Thẳng rồi. Rồi, vậy thì tôi sẽ cong. Tôi cong queo kìa rồi đó. Là ngày hôm nay hai đứa mình cũng sẽ đi tìm hiểu, đi soi mói từng ngóc ngách để coi ai thẳng ai cong. Bây giờ Su với Di Bảo sẽ được xem ba nhân vật. Mình phải đoán được có ai thẳng ai cong, đúng không? Ai thẳng thì về đội Di Bảo, ai cong về đội Su. Su bẻ từ từ thẳng bằng trả về bánh. Chịu rồi, không? Ok luôn. Hướng mắt về đây, đó. Thẳng hay cong? Đoán thử coi. Chứ tôi là tôi đoán cong đó. Biết sao cong không? Sao? Chân mày bà vẽ cong kìa. Nó thành ra là bà cong. Cong, bà này là thẳng. Lý do, phải có cái lý do mới thuyết phục người ta chứ. Nhìn mặt người ta thẳng băng gì kìa mà kêu người ta là cong. Cái mặt thẳng làm như cái tấm thớt gì, cái mặt thẳng. Đó, cái sống mũi thẳng đó. Mũi sữa. Đúng, là chung. Ủa, sao tự nhiên lúc này vô có thằng... À không, cái này là bức bình phong. Người phía sau là đồng tính nam, người phía trước là đồng tính nữ. Cái này là người ta là thẳng đó, người ta quen trai còn ôm hôn chí chén. Trời ơi, coi ra, bạch ôm cũng được nè. Thẳng không? Nói chung là Su nghĩ bạn này là cong đó. Cái bạn này là thẳng, thẳng băng luôn. Tôi đón thẳng, là nhìn chân mày thẳng. Đó, thiệt, cái này bà này là thẳng nè. Bà này cong. Cái lập luận nào, cái giả thuyết nào để chứng minh đó rồi cũng là không. Đó cũng cái này là chị em nè, nhìn cái mặt đi đó, chính xác luôn, chị em. Bây giờ cuối cùng có từng giờ thẳng hay cong? Rồi, cong. Cong, tôi sẽ nói là thẳng. Bà này che cái chân mày là lấy gì biết thẳng hay cong? Bạn này cũng hơi men. Ừ, giờ bạn này là cong. Thì Su cũng có nhận định là bạn này cong nè. Đó, nãy giờ là hai đứa mình mới có cùng một quan điểm đó. Su nghĩ là cong. Bi cũng nghĩ là cong. Cong, rồi.
Bây giờ nè, cái người mà công trong ba người đó đó sẽ xuất hiện đó, để coi mà mình có đoán đúng hay không nha. Nếu mà mình sai đó là mình bị phạt. Trời, không biết phạt gì đây. Nói chung là bây giờ chỉ biết cầu nguyện thôi. Ra chưa? Kết quả đâu rồi? Thấy chưa? Tôi nói mà. Trời ơi, không ngờ mình hay như vậy. Mình hai đứa tôi đã đoán đúng. Bạn là công, bạn là công. Công lâu chưa vậy? Cũng mới công vòng gần đây à. Vậy hả? Chào hai bạn. Qua nhà tôi ha, tôi bẻ rồi cho. Xin chào, mình là Ta Hy. Năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại thì mình đang làm bên công ty truyền thông. Ta Hy ơi, Ta Hy có bạn gái chưa? Hiện tại là mình đang độc thân cũng tương đối hơi lâu á. Ta Hy nghĩ như thế nào về Susu? Ăn giống như một món lạ lắm. Thôi ăn lạ lắm, đừng nên ăn. Đẹp, đẹp thiệt, nhưng mà Susu là quá xa với lại Ta Hy. Thôi gần. Rồi, cảm ơn bạn. Rất là may mắn khi mà Susu và Bi đã đón được. Đó là bạn, là nhân vật bí ẩn của dòng này. Rất là mừng luôn. Ôi mà nãy mình cũng đón sai mấy người. Chân mày bà vẽ công kìa. Nó thành ra là bà công. Công đó. Cái bạn này là thẳng băng luôn. Tôi đón thẳng, chân mày thẳng. Chị em thẳng hay công? Rồi công. Thẳng. Nói chung mình đến đây với một cái mục đích là đi vô là phạt hai bạn trước. Tại vì thì ra bà là phản tặc. Ai đoán sai là phải phạt hết. Cho nên là mình cũng may mắn được có cơ hội là chia sẻ hình phạt cho hai bạn. Chia sẻ hình phạt cho hai bạn. Susu sẽ dạy Lambada và Di Bảo sẽ là diễn động tác của con vật. Đừng có làm con bóng nha. Thật sự là dễ thương nha. Đang suy nghĩ, để suy nghĩ. Làm con gì dễ thương đi. Chứ nếu mà không dễ thương là không có cho qua. Nhảy Lambada Susu làm được. Chứ đừng kêu nhảy hip hop là chết. Cũng tính cho Susu trẻ hip hop ke đầu mà sợ. Ke đầu một cái là để cái đầu ở lại. Lấy bộ đầu đinh lên nha. Rồi bây giờ làm đi. Rồi vô. Con gì vậy? Con gà. Con gà phải kêu nữa. Chíp 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 chíp. Ôi trời. Tiếp. Con gì? Mình sẽ đón con gì nha. Dạ. Chim bánh cục. Con gì vậy? Đúng rồi, con chim bánh cục. Đúng rồi. Hay vậy trời, bởi vì đồng môn là phải rồi. Tôi người ngoại đạo là tôi không có coi được. Pikachu. Con Pikachu tính là con vật luôn á. Đó là con vật hả? Vậy là phải phóng điện nữa mới được. Rồi. Chưa phóng điện được, chưa toàn năng để phóng rồi. Điện. Rồi. Nhưng mà con này dễ thương là mình chấp nhận đúng cho không? Cho qua luôn. Rồi, cảm ơn rất nhiều đó. Rồi, vô ở đó tụi tôi bị phạt xong hết trơn rồi đó. Rồi mình qua đi. Ủa, mình nhảy cha mình chưa có cái điệu nhảy quen thuộc á Su. Hả? Su chưa nhảy cha đó. Ủa chưa luôn hả? Chưa luôn á. Chuẩn bị nhạc cho Su quẩy đàng hoàng luôn. Tự nhiên cười quá quên lửng. Rồi nhảy nha. Vô nè. Mệt. Vui chưa được chưa? Nó phạt tôi đó. Chưa ăn mà uống gì hết trơn mà vô mà bắt mà phạt. Dặn cái bao tử luôn vậy đó. Tạm chấp nhận. Nghe nói là Ta Hy còn rất là nhiều tuyệt kỹ định mà tra tấn tụi tôi phố hôn. Mà còn chiêu gì mà xuất ra luôn đi. Xuất ra hết đi. Tiếp chiêu. Tương đối nhiều. Chờ đó. Lo sợ. Đó rồi bây giờ nè, hỏi rồi tôi trả lời thì muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Trời ơi, tụi tôi cái gì cũng ít nhưng mà kiến thức là tụi tôi sâu rộng lắm nha. Và đặc biệt đó là kiến thức về cộng đồng LGBT là tụi tôi một bụng. Mình đi qua câu đầu tiên nào. Cũng đơn giản thôi. Lesbian với trans guy thì cái lúc mà mình lâm trận nó khác nhau chỗ nào? Có lẽ là Susu xin phép được
nhường cái tổng đài này lại cho bên đây ạ. Tại vì Su Su tuyệt đối là không có những kinh nghiệm này. Bạn có những cái kỹ năng thì trả lời đi. Thì nó cũng đâu có khác nhau cái gì đâu. Tôi muốn biết rõ hơn. Thì nó không khác nhau gì hết, nó cũng bình bình như vậy. Nếu nó bình thường là như thế nào? Thì tại vì thật sự biết sao không? Mình tìm hiểu mà đúng không? Cũng đang muốn hiểu cho nên là hướng dẫn cái. Chứ là Su Su là coi như là rỗng tuét về cái kiến thức, giống như bị mất căn bản về cái kiến thức về trend gay, trend girl rồi đó. Là cho nên là phải bổ sung. Nó bình thường là nó làm sao, ví dụ hai người vô làm sao, sao A làm sao, B làm sao, A cộng B cộng C ra làm sao, phải không? Vô bắt đầu bước một xe hay gì đó thì phải nói. Thì cái trend á. Chưa giờ hết chảy nước miếng em. Nói đi. Thì nó cũng không có khác nhau gì nhiều. Nó cũng quan hệ như là đồng tính nữ vậy thôi. À là nó quan hệ làm sao á? Thì quan hệ sao đó? Thì mình vô phòng mình ôm nhau rồi mình... Ủa là tự nhiên vô phòng cái hai người bị câm luôn hả? Trời ơi, thật sự tôi không có biết. Có mấy thử đi nè. Ví dụ đi nè, ví dụ vô phòng nè, nằm nè. Rồi làm gì làm đi, làm đại cho tôi sao vui vẻ được. Rồi ôm nhau, hôn nhau. Rồi... Bỏ qua cái bước đó, dùng cái bước trong luôn đi, tôi cho làm nè. Thử đi. Đang ngủ là... Đó rồi mình ẩm đi vô trong luôn phải không? Không, đang trong giường rồi nằm sẵn chờ rồi. Thì mình vô phòng mình thôi vậy là sáng rồi. Chuyện vợ chồng thôi mà vô mà cứ mình cứ sáng ra đây. Lesbian với trans guy thì cái lúc mà mình lâm trận nó khác nhau chỗ nào? Thì nó cũng không khác nhau gì nhiều. Nó cũng quan hệ như là đồng tính nữ vậy thôi. Cách nào để nhận biết đối phương lên đỉnh giả vờ? Ba cái chuyện về tình dục á thì Su Su cũng không có rành gì mấy. Nhưng mà thì cũng với cái tình trường là cũng ăn dầm nằm về. Gu mình là trẻ đó, trẻ đẹp và lực lưỡng á. Nếu mà lâm trận giả đó hả thì cảm giác nó rất rõ. Ví dụ như giờ lâm trận thiệt đi, nó sẽ có nhịp là ta 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 ta. Còn giả bắt đầu giống như là giả là cái gì nó giả, nó đều gấp luôn. Giả bộ cái lúc chậm mà nó như có sự gì đó nó cố gắng. Mình nghe cái lời nói thôi nó cũng khác. Ví dụ như là giả đi thì cái lời đó nó có phần tình cảm hơn, đó là giả. Tại sao? Tại vì khi mà thiệt á nó không còn sức để nó nói. Nó sẽ nói cái xong rồi. Còn mà giả đó, anh xong rồi đó. Là giả, còn sức đâu mà nói không? Là lên đỉnh giả. Đó là kinh nghiệm của Su Su chỉ chia sẻ vậy thôi. Còn với những người phía bên đây, bên kia thế giới thì sao? Kinh nghiệm về mà lên đỉnh giả thì ở đây không có. Lúc nào người ta cũng thật. Lúc nào người ta cũng thật. Kỹ năng cao. Vậy được cũng được ha. Cái gì chỉ tôi. Ví dụ như giờ lâm trận thiệt đi, nó sẽ có nhịp là cha ta 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 ta. Giả là cái gì nó giả, nó đều gấp luôn. Giả bộ cái lúc chậm. Mình nghe cái lời nói thôi nó cũng khác. Ví dụ như là giả đi thì cái lời đó nó có phần tình cảm hơn, đó là giả. Tại sao? Tại vì khi mà thiệt á nó không còn sức để nó nói. Nó sẽ nói cái xong rồi. Còn mà giả đó, anh xong rồi đó. Là giả, còn sức đâu mà nói không? Là lên đỉnh giả. Đó, nói chung là mình sẽ sử dụng câu hỏi đó hỏi ngược lại bên đây. Đúng rồi. Bạn hãy cho biết là cái làm sao để nhận biết được lên đỉnh giả bộ hoặc là lên đỉnh thiệt. Giả bộ là tôi. Bộ thiệt hả? Hay giả bộ lắm hả? Gần như 100% luôn luôn giả bộ. Trời. Ủa sao kỳ vậy? Không, cái này hỏi thiệt nha, nghiêm túc nha. Giả bộ không chi vậy hả? Tại buồn ngủ. Buồn ngủ? Ủa? Tự nhiên bạn ngủ ngang nè. Kiểu như đang hì hục cái mệt quá. Nhanh rồi thôi hết. Hối hả? Hối. Sao mình lại phải ngủ? Ăn nằm mà cũng gấp. Cái tâm lý của cái người mà bạn tình thấy như thế nào? Thì ngủ người ta... nên không có để.
bà ngủ nên bà không để ý tâm trạng người ta. Người đàn bà vô cảm. Sáng dậy có nói gì không? Sáng dậy quề. Quề. Quề rồi có làm lại không? Chắc rồi cỡ các tuần bà... sau mới làm lại. Cỡ tuần sau làm lại cái ngủ nữa. Từng bà ngủ lần nha. Tự nếu mà bản thân Su Su nha, mà có người yêu, mà người yêu nó giả bộ vậy hoài, đặt vấn đề trong đầu. Ủa tại sao nó giả bộ? Thứ nhất mình làm nó không được thoải mái, nó không được thỏa mãn, nó mới làm như vậy. Thứ hai, kỹ năng mình chưa đủ. Phần nữa là nó đã dư giả bên ngoài, cho nên tới mình cái chán. Đó. Cho nên cái gì cũng vậy. Cái đó là một cái rất là quan trọng trong tình yêu đó nha. Đó. Tình yêu á mà phải có tình dục. Không có là coi như tình đồng chí á. Ừ. Súng đầu xác minh đầu đùng 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 đó. Hiểu không? Ok rồi, tới nè. Điểm G của phụ nữ có giống nhau hay không? À lại là chuyên đề của mình đây ạ. À mà giáo sư ạ. Cái điểm G của phụ nữ đó. Bự vậy hả? Sao cái tay đưa bự? Cái điểm G của phụ nữ đó. Điểm diễn tả, diễn tả. Điểm G mình nói nhầm, điểm G. Điểm G của phụ nữ. Nhỏ thôi. À, nhỏ vậy thôi. Hả? Mỗi người khác nhau. Khác nhau hết luôn à? Ừ, khác nhau hết. Không, theo Su Su nghĩ nha, tại vì đang hỏi về điểm G của phụ nữ thì là Su Su không biết, thật sự là không biết thông tin này. Ủa vậy là mỗi người nó sẽ nằm ở một vị trí khác nhau? Không. Có ai nằm ở đầu sống mũi không? Có ai nằm ở đầu sống mũi không? Không. Nhưng mà nó nằm ở khu vực nào, hiểu không? Không lẽ trên mặt hả? Trên mặt coi chừng mụn cám, mụn bọc. Nó nằm ở sâu bên trong thung lũng. Sâu bên trong thung lũng ở Đà Lạt, ở Đà Lạt. À, lên Đà Lạt mới có điểm G. Nha. Ừ, sâu bên trong. Sâu ở bên trong. Ừ. Rồi bắt đầu, mình tìm cách nào để mình kiếm được nó vậy? Mình mò, mình mò. À, cũng muốn mò thử. Thôi, không được đâu. Đó, mình tìm hiểu, mình khám phá nó. Ờ, khám phá, ok. Vậy là nó, thiệt đó giờ tôi nghĩ là giống như nó mạc định, nó phải mạc định là ờ, nó nằm phải đó đó. Trời, cái chương trình vậy đâu mà nghe sướng quá. Lòi điểm G ra nè. Điểm G của phụ nữ có giống nhau hay không? Mỗi người khác nhau. Khác nhau hết luôn à? Ừ, khác nhau hết. Nó nằm ở sâu bên trong thung lũng. Tìm hiểu, mình khám phá nó. Làm cách nào để hai người phụ nữ lên đỉnh cùng nhau mà không cần dụng cụ hỗ trợ và tay? Đi du lịch. Du lịch đi, nó đi cáp treo á, lên Bà Đen rồi đó. Phải không? Hỏi gì không? Không phải thì thôi, làm gì cười tôi trời. Tự nhiên hỏi về phụ nữ mà tôi đâu có biết đâu. Trả lời đi nè. Tôi nghĩ là nếu mà hai người mà lên đỉnh cùng nhau là cái cảm xúc ở trong mỗi người á, nó trao nhau đủ trọn vẹn thì mình có thể lên đỉnh cùng nhau, chứ không có cần những cái dụng cụ. Vô lý. Vô lý. Không, tôi không có môn đó, nhưng mà tôi biết. Giống như nãy mình câu trước, đó là mình có cái điểm G. Thì đương nhiên phải lên đỉnh là phải khám phá được cái điểm G. Mà cái điểm G ở đâu mà nằm ở cảm xúc. Mà người ta hỏi là không có cần dùng tới những cái dụng cụ là hỗ trợ và không dùng tay. Ừ. Thì trên người mình còn cái gì mà mình dư ra được. Đó, đó. Thì bây giờ mình, trời ơi, cái chương trình này là chương trình mà mình phải nói thật, mình chia sẻ. Nó giống như là mình cùng các bạn xây dựng một cái cộng đồng am hiểu thông tin. Mình đang giúp mọi người mà. Đó là coi như là Su Su am hiểu về cái giới tính của Bi rất là nhiều. Ừ. Su Su nói là dụng lưỡi. Đâu nói không? Nãy là nó nói được lưỡi không? Nãy giờ không nói gì luôn. Chưa, nãy giờ chưa bao giờ nói câu là dùng lưỡi. Không có nói luôn nha. Đúng rồi đây. Nãy giờ Su Su chưa có nói gì lưỡi. Tự nói là tỏ thừa tôi. Rồi, dùng lưỡi. Mình học được rồi. Đã ha. Làm cách nào để hai người phụ nữ lên đỉnh cùng nhau mà không cần dụng cụ hỗ trợ và tay? Hai người mà lên đỉnh cùng nhau là cái cảm xúc ở trong mỗi người á, nó trao nhau đủ trọn vẹn thì mình có thể lên đỉnh cùng nhau. Dụng lưỡi. Trời ơi, nãy giờ chúng ta đã trải qua một phần, ta nói thiệt phòng sự luôn. Phòng ba bảo táp luôn. Không, đối với Su Su thì đây là một cái phần rất là lên đỉnh, rất là đụng đến cái điểm G của Su Su. Nghe nó rất là đã. Còn bây giờ muốn đã nữa đúng không? Mình sẽ đến với một phần tiếp theo, đó là bật mí bí mật. Và trong cái phần này đó thì bao nhiêu bí mật
thì sẽ được bật mí ra hết. Và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu và bàn luận thật sôi nổi về những vấn đề đó. Đầu tiên thì mình có một cái câu chuyện. Và cái câu chuyện này thì đang rất rất là cần cái lời khuyên và tư vấn của hai MC. Mình có một người bạn là thủ mọi việc đều làm vợ của người ta, nhưng mà tới khi mà lâm trận á thì chỉ thích làm công thôi. Hiểu không? Có nghĩa là bạn đó làm vợ người ta, nhưng mà khi mà đi ngủ á thì giống như làm cái đại bác á, làm chồng của chồng mình. Còn bên kia làm cái địa đạo. Hiểu. Nó ngược, hoàn toàn ngược lại. Thì là cái giới tính của cái bạn đó, cái giới tính rất bình thường, nhưng mà cái nhu cầu tình dục của bạn đó thì hơi khác tí xíu. Hơi độc đáo, đặc sắc, hơi thú vị. Nói chung là tôi cũng muốn thử làm cho biết. Sao ta? Nếu mà mình làm vợ á thì thôi mình đi làm chồng đi, đúng không? Thay vì giờ mình lên mình làm tốp đi, mình làm chồng đi, rồi mình muốn sao cũng được. Hay là bạn đó thích ban ngày, làm bạn đó được chiều chuộng như một người vợ cũng có thể. Vậy là đa nhân cách. Nhưng mà cuối cùng câu hỏi là hỏi gì vậy? Là hỏi bị gì đó. Bị gì ha? Đó không bị gì đó. Cái đó là bình thường. Tại vì tình yêu nè ha, cái giới tính nè, nó khác với vấn đề là nhu cầu tình dục. Cái này là bạn Su Su có luôn nha. Làm chồng nhưng khi ngủ vẫn thích làm vợ, vẫn thích là mình là người bị hại. Cái đó là cái nhu cầu tình dục, chứ không bị gì hết. Đó là một cái điều rất là bình thường. Thế tình dục mà nó thiên biến dạng quá lắm. Không tin đâu, tối qua nhà Su Su. Rồi lát nhắn địa chỉ, tối qua liền. Thôi tôi lại. Mình có một người bạn là thủ mọi việc đều làm vợ của người ta, nhưng mà tới khi mà lâm trận á thì chỉ thích làm công thôi. Đó không bị gì đó. Cái đó là bình thường. Tại vì tình yêu nè ha, cái giới tính nè, nó khác với vấn đề là nhu cầu tình dục. Cái giới tính rất bình thường, nhưng mà cái nhu cầu tình dục của bạn đó thì hơi khác tí xíu. Hơi độc đáo, đặc sắc, hơi thú vị. Nghe nói những bạn gay về chuyện tình dục thì không được đàng hoàng cho lắm, có đúng hay không? Rồi, hỏi tố rồi tới Su Su. Sao hỏi lại coi. Sao nói lại, nó hỏi lại coi đó coi. Người ta nghe lùng bùng lỗ tai quá kìa. Nghe nói những bạn gay về chuyện tình dục không có được đàng hoàng, có đúng hay không? Câu trả lời của Su Su là không. Thứ nhất là nếu mà nói cái đàng hoàng hay không đàng hoàng á, bản thân của mỗi người sẽ biết. Đôi khi giống như 1000 con người, không ai là đàng hoàng 100%. Đừng nói chi là gay hay là không gay. Còn về cái vấn đề tình dục á, nó mình sẽ không có một cái thang, một cái bậc, một cái cột mốc nào để mà mình định nhận được đó là cái mối quan hệ tình dục là đàng hoàng hay không đàng hoàng. Mà nó chỉ có là ví dụ như những người gay á thì cái có lẽ là theo bản thân Su Su nha, cái nhu cầu của họ cao hơn và cái sở thích, cái đam mê của họ cao hơn. Ví dụ như Su Su, một người gay nha, thì người ta có thể thích người này nhưng mà người ta vẫn có thể thích nữa, thì cái nhu cầu cao thì đương nhiên cái mối quan hệ và cái đời sống tình dục của họ nhiều và nó nhu cầu cao thôi, chứ không phải là không đàng hoàng. Còn nếu mà nói không đàng hoàng thì trên cuộc đời này á có nhiều thứ nó rất là không đàng hoàng, đúng không? Cái vấn đề tình dục thì mình không thể nào mà mình nói không đàng hoàng hay không. Đó, nhiều khi Su Su là nằm trong cái thành phần không đàng hoàng, nhưng mà cũng khó chịu khi mà nghe vậy. Nói chung là tình dục thì có nhiều, đầy, có dữ dội, có rần rần, chứ không có không đàng hoàng. Đó, là vậy đó, hiểu chưa? Hên gặp tôi dễ đó. Em lấy đứa kia nó khảo đồng bà đó, kia nó khảo đồng bà đó. Muốn con ra đường không có hỏi gì chứ. Đời sống tình dục của những bạn gay rất đàng hoàng nha mọi người. Rất văn minh, rất lịch sự. Nghe nói những bạn gay về chuyện tình dục thì không được đàng hoàng cho lắm, có đúng hay không? Thôi. Câu trả lời của Su Su là không. 1000 con người, không ai là đàng hoàng 100%. Cái nhu cầu của họ cao hơn và cái sở thích, cái đam mê của họ cao hơn. Nói không đàng hoàng thì trên cuộc đời này á có nhiều thứ nó rất là không đàng hoàng, đúng không? Cái vấn đề tình dục thì mình không thể nào mà mình nói không đàng hoàng hay không. Rồi, rất là cảm ơn Ta Hy ngày hôm nay đã tới đây đặt cho tụi tôi những cái câu mình rất là hóc búa, mà rất là nói chung là cũng có phần tự nhiên giờ nghe xong mấy câu hỏi cũng muốn có cái máy rung trong người luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều khi mà đã đến mang những câu hỏi rất là tuyệt vời.
đó là những cái kiến thức thật sự có những điều mà Su Su không biết. Khi mà Thay tới đây hỏi giống như hỏi Bi thì Su Su nghe và Su Su biết được thêm một thông tin nữa, và ngược lại thì những câu hỏi mà dành cho Su Su thì Bi cũng tiếp nhận và cũng biết hơn, đúng không? Biết hơn. Đó, nói chung là bữa nay là giống như mà mình học tập được rất là nhiều thứ. Rất là cảm ơn bạn nha. Còn nếu mà bạn muốn hỏi nữa thì giờ mình nói chuyện riêng ha, mình sẽ tư vấn nhiều hơn. Và các bạn ơi, chương trình Bí mật cầu vồng đến đây là đã kết thúc, và rất hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả và các bạn, những ai thuộc cộng đồng LGBT hay là không thuộc cộng đồng LGBT, có những câu hỏi liên quan tới những chủ đề mà của Bí mật cầu vồng đưa ra, thì các bạn hãy đặt câu hỏi trực tiếp bên dưới comment của kênh YouTube